bồn về ly chia mọi người ạ, trồng chất luôn, bồn trồng bồn luôn. Kho hàng bồn thanh lý, có giá bồn thanh lý cho mọi người mình nha, bồn 1.000 lít này, 1.000 lít nhựa Lano, bồn của Bình Minh đó. Do có lỗi một chút nên họ bỏ ra hàng thanh lý. Chuyến này thì thấy bồn 1.000 và bồn 1.500.